Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay trên Cung Thánh chúng ta có cha Giuse Ngô Văn Thích, cha đến thăm anh em trong cộng đoàn cũng như là giúp ở trong giáo xứ trong mùa vọng này. Chúng con cũng xin dâng thánh lễ này cầu nguyện cho các linh hồn Bartolomeo, Giuse Nguyễn Văn Bằng, Giuse Trần Văn Tiến, Marta Vũ Thị Kim Vân, Maria, Maria Cao Thị Hàn, Maria Đỗ Thị Tố Tam, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Maria Phạm Thị Đông, Teresa Lê Nguyệt Nga, linh hồn Trần Mỹ Phụng. Hùng Phượng cầu xin cho ơn gọi tu sĩ, Mỹ Hiền xin cho các con yêu mến thánh thể. Chúng ta cũng cùng hiệp ý cầu nguyện với Giáo hội Hoàn Vũ mừng lễ Thánh Ambrosio, là người đã có công hướng dẫn giáo hội cũng như là hướng dẫn Thánh Augustino trở lại và rửa tội cho Ngài. Chúng ta xin Thánh Nhân tiếp tục cầu bầu cho mỗi người chúng ta để chúng ta biết sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, biết tin cậy vào lời Chúa để chúng ta có thể sửa đổi, để chúng ta có thể canh tân cuộc sống. Chúng ta cũng dâng thánh lễ chúng con, anh em trong cộng đoàn Mân Côi, xin cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân của dòng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Thánh Giám Mục Ambrosio đã dùng lời nói và việc làm mà hướng dẫn đoàn chiên. Nay chúng con đang hoan hỷ, mừng kính Thánh Nhân. Xin Chúa cũng vì công đức và lời cầu nguyện của người mà đưa mắt trông xem hội thánh và đưa tay che chở phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, trong xứ Juda, người ta sẽ hát bài ca này: chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở tre, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài, đến muôn đời
hãy tin vào Đức Chúa. Chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm, vì Người đã lập nhào dân sống ở núi cao, thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất, nó sẽ bị chà đạp dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn. Đó là lời Chúa. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Nguyện Chúa tuôn đổ phúc lành, xin người tin vào đây nhân danh Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ông thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cây ở người trần gian. Cây vào trần thế vua quang, chẳng bằng ân nào ở bên Chúa Trời. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương dung thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chung lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, Người dài sang trên ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Ambrosio. Như đầu lễ, cha chánh xứ đã thưa với cộng đoàn: cuộc đời của Ngài có thể nói được chia ra làm hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn là một người bên ngoài giáo hội, là một người chưa được rửa tội và là một người có thể gọi là có những ước vọng lớn lao địa vị trong xã hội. Bởi vì nếu xét theo truyền thống gia đình của Ngài là một
gia đình, danh giá và đồng thời những điều mà cha của Ngài cũng như dòng họ của Ngài muốn vun đắp cho Ngài, cho thấy nơi Ngài có rất nhiều điều kiện tốt để có thể thăng tiến trong đời sống. Tuy nhiên, chính cuộc đời ấy lại đưa đẩy Ngài đến một ngã rẽ mà nơi đó chẳng ai có thể lường trước được. Ngài vốn dĩ là người thuộc Roma, nhưng lại gốc là ở Roma, nhưng rồi lại lớn lên, tức là khi còn nhỏ đó thì ở Đức, rồi sau đó sau khi cha Ngài mất, mẹ của Ngài và chị gái của Ngài đưa Ngài quay trở lại Roma để học và đồng thời làm cho gọi là chuẩn bị cho cuộc đời của Ngài sau này. Và rồi chính trong gọi là con đường thăng tiến đầy những hoa hồng ấy đã đặt Ngài trở thành quan tổng đốc của vùng Bắc Ý. Và rồi chính những gì mà Ngài được trao phó giúp cho Ngài có thể gọi là làm quan trên muôn dân. Nhưng nó có một điều mà sau này chính Ngài trong những bài chia sẻ Ngài kể lại rằng tuy lúc bấy giờ Ngài chưa rửa tội, nhưng Ngài có một niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa và những lời lẽ mà Thiên Chúa qua lời Đức Kitô dạy cho muôn dân. Và Ngài dường như có một cảm tình ấy trong đời sống và cách thực hành của Ngài, để rồi chính sau này khi lúc bấy giờ cả về khía cạnh xã hội lẫn giáo hội vùng Bắc Ý, đặc biệt là Milan đấy, xảy ra những cuộc xáo trộn, và đồng thời khi vị giám mục của Milan qua đời, vốn dĩ là một người thuộc phái Ario là lạc giáo, và rồi chính những điều mà làm cho giáo dân bị gọi là đối chọi lẫn nhau, Ambrosio trong một vai trò là một vị tướng đến để trấn áp sự xáo trộn ấy, thì đồng thanh tất cả những con người đang đối nghịch nhau kia lại tung hô Ambrosio làm giám mục. Và rồi sau nhiều lần từ chối, khước từ vai trò này, cuối cùng Ambrosio đã phải chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, rửa tội, và trong vòng chỉ 8 ngày Ngài trở thành giám mục. Và rồi trong đời sống là một vị mục tử, Ngài đã làm cho đoàn chiên của Ngài không chỉ hợp nhất với nhau về đời sống đức tin, mà còn hợp nhất với nhau trong đức tin và trong giáo huấn. Và như đầu lễ cha chánh xứ nói với chúng ta, một trong những người gọi là bị chịu sự ảnh hưởng của thánh Ambrosio và cũng là một khuôn mặt lớn trong giáo hội chính là thánh Augustino. Và chính những gì mà thánh Augustino chịu ảnh hưởng từ thánh Ambrosio cho chúng ta những thiên khảo luận, không chỉ về tín lý, về đời sống đạo đức, tu trì, luân lý, mà cả tất cả những gì liên quan đến đời sống đức tin và niềm tin của giáo hội qua kinh thánh. Ngày hôm nay khi chúng ta đọc bài tin mừng, chúng ta thấy được nền tảng mà thánh Ambrosio và cũng là gương mẫu cho chúng ta, đó là Ngài biết đặt cuộc đời của Ngài trên nền tảng vững chắc chính là tảng đá lời Chúa, là những gì mà Ngài được hấp thụ, và Ngài mời gọi cộng đoàn giáo dân, cộng đoàn giáo phận mà Ngài được trao phó đi trên con đường ấy, và chính Ngài đi bước trước để làm gương mẫu cho đoàn chiên mà Ngài được giao phó. Ngày hôm nay chúng ta cũng được gọi mời hãy xây dựng nền tảng đức tin của chúng ta, đường lối của chúng ta trên nền tảng vững chắc chính là Đức Kitô, là lời của Ngài, để qua đó khi chúng ta thực hành những gì như Ngài vừa nói với chúng ta, ai nghe lời tôi và đem ra thực hành thì ví như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa bão táp cuốn vào nó cũng không sụp đổ. Và đó cũng chính là những gì mà chúng ta đang phải đối diện với xã hội, với con người và với những địch thù chính là sự dữ đang vây bủa chúng ta. Và nếu chúng ta xây dựng đời sống của mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa, là chính Ngài, thì chắc chắn những cuộc vây hãm của sự dữ ấy sẽ không làm gì được chúng ta. Xin cho ngày lễ hôm nay, vị thánh Ambrosio
cũng là những gì chúng ta cũng được Thiên Chúa gọi mời để thực hành như chính Ngài. Và qua đó, nó không chỉ làm cho chúng ta được trở nên vững chắc, vững mạnh trong đức tin, và đồng thời cũng làm cho những người khác cùng nắm tay để xây dựng nên một cộng đoàn đức tin. Và cộng đoàn ấy cũng chính là điều chúng ta hằng mong chờ, không điều gì khác nữa, chính là cộng đoàn thiên quốc. Xin cho ý nghĩa mà chúng ta được gọi mời trong ngày lễ hôm nay luôn nhắc nhở để chúng ta cố gắng thực hành mọi giây phút trong cuộc đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, này chúng con đang họp mặt mừng lễ Thánh Ambrosio, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến. Chính Chúa đã muốn dùng hiến lễ này để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Xin cũng ban cho chúng con nhờ của lễ ấy được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Ambrosio để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài. Chúa củng cố hội thánh nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa. Chúa gìn giữ hội thánh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ hiệp thông với bàn tiệc thánh thể. Xin ban cho chúng con biết nghe lời giáo huấn của Thánh Ambrosio để dồn mọi cố gắng đi theo con đường Chúa đã muốn chúng con đi, và nhờ đó được vui mừng hưởng bàn tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Ngày hôm nay thứ năm đầu tháng, chúng ta có giờ chầu ngay sau thánh lễ. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng tham dự. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.